Xin chào anh em, chào mừng em quay lại với kênh xe Hay giờ các em ạ. Lời đầu tiên em chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Với video này em sẽ cập nhật về giá xe cho về dòng xe Mitsubishi Astra. Chiếc xe Mitsubishi Astra là sẽ có 3 phiên bản cho em lựa chọn là bản Premium, bản số tự động bản thường và bản số sàn ạ. Cũng như là video này em sẽ tính luôn cho em về tổng nhân bánh cho em Hà Nội, ở tỉnh và ở thành phố Hồ Chí Minh. Khi mà chiếc xe Mitsubishi Astra này sang tháng 8 này đang áp dụng các chương trình khuyến mại đặc biệt hơn so với cả tháng 7 còn anh em mà muốn được review xe, cập nhật giá xe bất kỳ dòng xe nào trên thị trường Việt Nam thì mới comment phía dưới cho em nhá. Để em sẽ lên cho em một cách chi tiết cụ thể cho em ạ. Còn anh em mà, mà chưa đăng ký kênh em thì mới đăng ký kênh em nhá. Bởi vì kênh xe giờ của em sẽ chuyên về giá xe, tổng lăn bánh và các chương trình khuyến mại. Ok, em sẽ phép được đi vào vấn đề chính luôn cho em nhá. Đầu tiên giới thiệu cho em về một chiếc xe Mitsubishi Astra bản số sàn. Bản thấp nhất của dòng xe Mitsubishi Astra đây ạ. Với giá biết của nó đang là 375 triệu ạ à. Nó cũng là giá tính thuế cho anh em, anh em nhá Hiện tại đại lý chúng em đang áp dụng chương trình khuyến mại Đó chính là tặng cho em là 50% phí trước bài anh em ạ Còn anh em muốn được giá tốt hơn hay là khuyến mại như nào Tặng phụ kiện ra sao Chi tiết ăn bánh như nào Thì mới gọi điện cho em hoặc nhắn tin zalo cho em Qua số điện thoại góc dưới trái màn hình Chắc chắn anh em giá lúc đấy sẽ là tốt nhất trường cho em đi ạ Vậy thì chiếc xe Mitsubishi Astra bản số sàn này khi mà dùng các chương trình khuyến mại đặc biệt trong tháng 8 này thì chiếc xe Astra bản số sàn này lăn bánh rồi đang là 417 triệu ạ. Trả góp thì đang là 142 triệu ạ. Còn là tỉnh thì đang là 392 triệu, trả góp thì đang là 117 triệu ạ. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 410 triệu, trả góp thì đang là 135 triệu nhầm nhá. Đó. Các chi phí mà tính vào cho anh em đó chính là thuế trước bạ này, biển số, đăng ký, đăng kiểm, phí bảo trì đồng bộ và bảo hiểm trách nhiệm dân sự Còn một số các chi phí mà chưa tính vào cho anh em đó chính là bảo hiểm tân vỏ. Bởi vì bảo hiểm tân vỏ nó sau đó bảo hiểm tự nguyện. Anh em có muốn mua hay không mua thì vô tội em thôi. Trừ khi anh em phải mua trả góp qua ngân hàng mới bắt buộc là phải mua tối thiểu là một năm anh em nhá. Ok, tiếp theo giới thiệu cho em về một chiếc xe Mitsubishi Astra bản số tự động, bản thường. Với giá niết của nó đang là 460 triệu ạ Hiện tại đại lý chúng em đang áp dụng các chương trình khuyến mại cho em như sau Đó chính là tặng cho em là một à, 50% phí trước bạ Ngoài ra tặng cho em là một bộ phụ kiện cao cấp Trị giá 7 triệu đồng cho em nha Còn em muốn được giá tốt hơn hay là khuyến mại như nào Tặng phụ kiện ra sao, chi tiết ăn bánh như nào Thì mày cứ gọi điện cho em hoặc nhắn tin zalo cho em Chắc chắn em giá lúc đấy sẽ là tốt nhất thị trường cho em nha Đấy là điều chắc chắn đấy ạ Vậy thì chiếc xe Mitsubishi xuất bản số tự động bản thường này Lăn bánh rồi giờ đang là 508 triệu ạ Trả góp thì đang là 170 triệu thôi ạ à. Còn ở tỉnh thì đang là 480 triệu Trả góp thì đang là 143 triệu ạ Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 498 triệu Trả góp thì đang là 160 triệu em nhá ở dưới phần mô tả em có đường link đó chính là đường link về kênh xe cũ anh em là muốn được xem xe cũ xe lướt xe đã qua sử dụng chất lượng cao giá cả lý thì em hãy theo đường link phía dưới của em nha đăng ký kênh em xem video cũ của em hoặc chờ video mới nhất của em để em sẽ lên cho em một cách chi tiết cụ thể và cũng như em sẽ lên cho em một cách liên tục liên tục để em sẽ lựa chọn tài chính của mình chiếc xe cũ xe mới như nào để hợp lý nhất túi tiền mình nhất tài chính mình nhất anh em nha ok tiếp theo giới thiệu cho về một chiếc xe Mitsubishi Astra bản premium nó bản cao cấp nhất của dòng xe Mitsubishi Astra đấy ạ với giá biết của nó đang là 485 triệu ạ hiện tại đại lý chúng em đang áp dụng chương trình khuyến mại cho em như sau đó chính là tặng cho anh em là 50% phí trước bạ ngoài ra sẽ tặng cho em một bộ phụ kiện bộ phụ kiện cao cấp trị giá là 7 triệu đồng em nhé còn em muốn được giá tốt hơn hay là khuyến mại như nào tặng phụ kiện ra sao chi tiết ăn bánh như nào thì em anh có thể cho em hoặc nhắn tin zalo cho em chắc chắn em giá lúc đấy sẽ là tốt nhất trường em đấy ạ Vậy thì chiếc xe Mitsubishi Astra bản premium này lăn bánh nổi là 534 triệu ạ. Trả góp thì đang là 178 triệu nhá. Còn ở tỉnh thì là 506 triệu, trả góp thì đang là 150 triệu ạ. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 524 triệu, trả góp thì đang là 168 triệu em nhá. Ok, vậy thì video này em đã giới thiệu cho em về phần giá xe này, tổng lăn bánh và các chương trình khuyến mại cho toàn bộ các dòng xe của Mitsubishi rất là chi tiết cụ thể rồi vậy thì video này em xin phép em sẽ dừng video ở đây anh em có thấy hay thì bấm like đăng ký kênh em nhé để em sẽ cập nhật về giá xe cho toàn bộ các dòng xe của Mitsubishi cũng như các xe khác nhau ạ như là Hyundai, Kia, Mazda, Vinfast, Mitsubishi, Nissan, Ford, Toyota, Honda hay rất nhiều xe trên thị trường Việt Nam để em cho sự lựa chọn tài chính của mình tốt nhất còn anh em mà muốn được review xe cập nhật giá xe bất kỳ dòng xe nào trên thị trường Việt Nam thì mới comment phía dưới cho em nhé để em sẽ lên cho em một cái chi tiết cụ thể cho em ạ còn anh em mà chưa đăng ký kênh anh em thì em hãy đăng ký kênh của em, bởi vì kênh xe giờ của em sẽ chuyên về giá xe, tổng lăn bánh và các chương trình khuyến mại ạ. À. Ok, em xin phép em sẽ dừng video ở đây. Chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Cảm ơn anh em đã xem video này của em ạ. À.